Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết thấm đòn trừng phạt kinh tế Nga bắt đầu lao dốc mạnh. Hoạt động sản xuất của Nga trong tháng 3 chứng kiến mức giảm lớn nhất trong gần 2 năm. Giới quan sát cảnh báo kinh tế Nga sẽ tiếp tục lao dốc không phanh, còn lạm phát tăng vọt. Theo CNBC, nền kinh tế Nga bắt đầu thấm đòn của các lệnh trừng phạt. Triển vọng kinh tế xấu đi, trong khi lạm phát dự kiến tăng vọt. Hoạt động sản xuất của Nga trong tháng 3 sụt giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2020, giai đoạn đầu của đại dịch. Nguyên nhân là tình trạng thiếu nguyên liệu và giao hàng chậm khiến cho các nhà máy Nga lao đao. Theo S&P Global, chỉ số quản lý thu mua của Nga đã giảm từ mức 48,6 trong tháng 2 xuống còn 44,1 vào tháng 3. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs mô tả sự sụt giảm diễn ra trên diện rộng, với sản lượng và đơn đặt hàng mới giảm mạnh, nhất là những đơn đặt hàng thành phần xuất khẩu, sụt giảm trên diện rộng. Các nhà kinh tế tại Capital Economics dự báo những đòn trừng phạt từ phương Tây có thể khiến cho GDP của Nga sụt giảm 12% vào năm 2022. Trong khi đó, lạm phát dự kiến vượt quá mức 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn theo nghiên cứu của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, sau thỏa thuận ngừng bắn, nền kinh tế Nga sẽ trải qua thời kỳ trì trệ kéo dài, ngay cả khi các nước láng giềng đã phục hồi. Theo ước tính của EBRD, các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc sẽ khiến nền kinh tế Nga lao dốc 10% trong năm nay. Dự báo tăng trưởng kinh tế trước đó là 3%. Đáng nói, khác với Ukraine, nền kinh tế Nga khó có thể phục hồi nhanh chóng trong năm 2023. Đầu tư sẽ lao dốc, thương mại quốc tế sụt giảm, Nga không còn hội nhập với chuỗi giá trị toàn cầu như trước. Cùng với đó là việc ngày càng nhiều người rời khỏi Nga dẫn đến tăng trưởng năng suất trong dài hạn thấp hơn. Nhà kinh tế trưởng Beata Zafokic của EBRD nhận định, vị chuyên gia tại EBRD cho rằng các lực cản vẫn sẽ đè nặng lên tăng trưởng kinh tế của Nga, ngay cả khi những lệnh trừng phạt hiện hành đã được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận hòa bình. Tôi cho rằng những ảnh hưởng tiêu cực sẽ vượt ra ngoài các lệnh trừng phạt, bà cảnh cáo. Goldman Sachs cũng dự báo mức giảm 10% của kinh tế Nga. Còn Institute for International Finance cho rằng GDP Nga sẽ giảm 15% vào năm 2022 và 3% nữa trong năm 2023. Tác động lan tỏa. Thị trường chứng khoán Nga tăng cao kể từ khi mở cửa trở lại vào ngày 24 tháng 3. Đồng rúp cũng quay đầu tăng giá. Tuy nhiên, nói với CNN, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho rằng đằng sau sự phục hồi bất thường của đồng rúp là những nỗ lực của Moscow nhằm nâng giá đồng tiền. CNN cũng đưa tin giới chức Nga đã tìm cách đẩy giá đồng rúp trong thời gian qua. Họ yêu cầu các nhà xuất khẩu hoán đổi 80% doanh thu ngoại tệ sang đồng rúp, cấm những nhà môi giới Nga bán chứng khoán, không cho phép người dân Nga chuyển khoản ngân hàng bên ngoài Nga. Những động thái này thúc đẩy nhu cầu đối với đồng rúp một cách giả tạo. Trong những tuần qua, thị trường chợ đen đã xuất hiện nhiều giao dịch đổi đồng rúp lấy ngoại tệ. Ngay cả khi đồng rúp tăng giá trở lại, sức mua của đồng tiền vẫn giảm đi bởi giá cả tại Nga tăng vọt. Vì quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định nền kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái và bị đè nặng bởi áp lực lạm phát. Kinh tế Nga chỉ có thể phục hồi khi đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng điều đó vẫn còn xa vời. Trong khi đó, tác động từ xung đột có thể lan tỏa khắp Trung và Đông Âu. Ông William Jackson tại Capital Economics cảnh báo, ngành công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nguồn cung, lạm phát tăng cao có thể tác động tới thu nhập thực tế của các hộ gia đình và khiến cho người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ông nói thêm. Capital Economics dự báo cuộc chiến sẽ khiến cho tốc độ tăng trưởng của Trung và Đông Âu giảm 1 đến 1,5 điểm phần trăm trong năm nay. Triển vọng của kinh tế Nga có thể còn đen tối hơn sau khi Ukraine cáo buộc Nga sát hại gần 300 dân thường vô tội ở Bucha. Điều này có khả năng đẩy lùi kỳ vọng về các đàm phán hòa bình và gia tăng nguy cơ từ những lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga. Tuy nhiên, Nga khẳng định không hề có hành động bạo lực với dân thường trong thời gian kiểm soát thị trấn gần thủ đô Kyiv này. Liên minh châu Âu có kế hoạch đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow sau những hành động tàn bạo mới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vừa thông báo trên Twitter về các biện pháp trừng phạt bổ sung của EU. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết thấm đòn trừng phạt kinh tế Nga bắt đầu lao dốc mạnh do biên tập viên Thu Phương Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày.
Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết COVID và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát chung nhanh hơn, được đăng trên trang Tiếng Dân. Khoảng sau năm 2000, trong một lần đến Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, chúng tôi gặp giáo sư Đức. Tôi thành thật xin lỗi ông vì không nhớ họ của ông. Giáo sư Đức từng dạy toán ở Đại học Michigan của Mỹ. Sau khoảng 10 năm thì ông hồi hương. Giáo sư Đức nói với chúng tôi như thế này. Ông thủ tướng của các bạn cởi mở hơn Trung Quốc nhiều. Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bình luận của giáo sư Đức về việc ông Dũng tuyên bố đối thoại trực tiếp với dân chúng Việt Nam về những vấn đề xã hội. Một số người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau. Chúng tôi không tin ông Dũng là người cởi mở. Riêng tôi thì tôi nghĩ ông Dũng cũng như ông Nguyễn Bá Thanh sau này thuộc nhóm Cộng sản dân túy thì đúng hơn. Nhưng cái nhìn của giáo sư Đức cũng có một giá trị của nó, vì nó nhìn từ bên ngoài, ở một chỗ đứng khác với chúng tôi. Năm 2021, ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam công bố hồi ký, trong đó ông cũng nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhóm của ông ấy là những người thuộc phe cấp tiến, nghịch với phe của ông Nguyễn Phú Trọng được xem là bảo thủ. Đã từng có những ý kiến cho rằng nước Việt Nam Cộng sản có thể cải cách để trở thành một xã hội cởi mở và tự do, nhanh hơn Trung Quốc. Có nhiều lý do ủng hộ cho ý kiến này, nhất là về quan điểm lịch sử. Chẳng hạn như Việt Nam ảnh hưởng phương Tây nhiều hơn với thời thuộc địa Pháp từ giữa thế kỷ 19, rồi sau đó là một nửa đất nước phía Nam ảnh hưởng sâu sắc văn hóa và quan điểm thị trường của Mỹ trong suốt 20 năm. Một nguyên nhân khác nữa đó là đất nước Việt Nam nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều lần, cho nên nếu muốn thay đổi cũng dễ hơn nhiều. Trong lịch sử phong kiến của hai nước, dù cùng mô hình tập quyền rất cao, nhưng Việt Nam có các vị hoàng đế ít hà khắc hơn. Không gian và văn hóa phương Nam có vẻ rộng mở, tự do nhiều. Điều này thể hiện rõ nhất qua câu tán thán của sứ thần Ngô thời nhiệm vào thế kỷ 18. Sau một lần sang sứ nhà Thanh đã được ghi lại, thật may mắn là chúng ta đã sinh ra ở phương Nam. Gần đây, khi nước Nga xâm lăng Ukraine, có nhiều người lo ngại về sự tương đồng trong hai mối quan hệ Nga-Ukraine và Trung Quốc-Việt Nam. Sự lo lắng là hoàn toàn hợp lý trên bối cảnh chính trị, địa chính trị từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Nhưng về gốc gác chủng tộc, ngôn ngữ, Việt Nam khác Trung Quốc rất nhiều, không có sự gần gũi như Nga và Ukraine. Người Nga và người Ukraine được xem như cùng một gốc, ngôn ngữ của họ rất tương đồng nhau. Trái lại, người Việt và người Hán khác xa nhau. 1.000 năm bị người Hán đô hộ, có đến 60% từ ngữ Việt là gốc Hán, nhưng cấu trúc văn phạm của hai ngôn ngữ cũng như những từ ngữ cơ bản nhất của cuộc sống là hoàn toàn khác nhau. Cho đến nay, những nghiên cứu về ngôn ngữ và chủng tộc cho thấy người Việt gần với người Thái và người Khmer láng giềng hơn. Trở lại với sự thay đổi từ mô hình cộng sản của hai nước, Việt Nam mở cửa sau Trung Quốc khoảng 8 năm, Trung Quốc trở thành một cường quốc. Việt Nam vẫn còn ì ạch là một quốc gia đang phát triển. Những con số về GDP, những hào nhoáng của Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh sẽ là một phản biện khó cãi cho ý kiến trên kia nói rằng Việt Nam dễ cải cách hơn. Thế nhưng đằng sau những tủ kính hào nhoáng ở phố Đông, Thâm Quyến là gì? Cũng xin được nhắc lại rằng trước đại dịch COVID-19, cứ đến Tết âm lịch, ở Trung Quốc lại có cảnh công nhân xếp hàng mua vé tàu hỏa về quê. Cảnh này không khác Việt Nam là bao nhiêu. Tức là sau mấy mươi năm công nghiệp hóa theo mô hình kinh tế thị trường, vẫn có rất đông những người nông dân Trung Quốc và người dân Việt Nam làm thuê ở các thành thị, chứ không phải là công nhân đúng nghĩa. Người viết bài này có dịp được đi một đoạn đường bộ dài dọc sông Hoàng Hà vào sâu bên trong nội địa Trung Quốc vào những năm 2000. Khi chứng kiến những thị trấn đầy bụi than xung quanh Tây An, những túp lều bằng đất của nông dân vùng Hoa Bắc, cảm nhận rằng giấc mộng Trung Hoa của họ còn xa vời lắm. Tôi không nghĩ rằng vùng đất đó sau 15 năm có thể thay đổi theo ý của ông Tập Cận Bình để trở thành như Trung Tây của nước Mỹ, kể cả như tình trạng suy thoái của Trung Tây như hiện nay. Với cả những quan sát kể trên, tôi lạc quan rằng Việt Nam vẫn có khả năng thay đổi để tiến tới một xã hội cởi mở gần với mô hình phương Tây hơn là Trung Quốc nếu muốn. Hai diễn biến gần đây có thể là sự xúc tác để tăng tốc sự thay đổi của Việt Nam xa Trung Quốc hơn và gần với phương Tây hơn, đó là đại dịch COVID-19 và cuộc chiến Ukraine.
Sau đợt bùng phát dịch từ giữa năm 2021, Việt Nam bỏ cách chống dịch Zero Covid kiểu Trung Quốc, mà theo kiểu phương Tây, trong đó vai trò quan trọng là vaccine phương Tây. Khi tôi viết những dòng này, thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Thượng Hải đã đi vào tuần lễ phong tỏa thứ hai, sau khi cả nước có vài ngàn người nhiễm virus. Ở Việt Nam không còn phong tỏa nữa, dù số người nhiễm virus cao hơn Trung Quốc. Người Trung Quốc vẫn nhất định không dùng vaccine của phương Tây, dù chúng có hiệu quả hơn. Trong khi ở Việt Nam, vaccine Trung Quốc chỉ được dùng ở giai đoạn đầu khi bất ngờ và thiếu thuốc. Dịch COVID còn làm cho nhiều công ty ngoại quốc rút khỏi Hoa Lục. Trung Quốc cũng tự rào mình lại. Đó là điều rất thuận lợi để Việt Nam thoát chung. Cuộc chiến Ukraine làm cho người dân Việt Nam lẫn chính phủ thấy rõ sự tệ hại của hệ thống vũ khí Xô Viết ra sao. Mà hệ thống này cũng chính là hệ thống của Bắc Kinh. Sự kiện này sẽ thúc đẩy Việt Nam tăng tốc tìm kiếm vũ khí phương Tây để thay thế. Điều đó có thể sẽ kéo theo những thay đổi từ Việt Nam. Cả hai diễn biến đó dựa trên cái nền đang thay đổi của xã hội Việt Nam. Xã hội này dù hiện nay vẫn được điều khiển bởi những người được đào tạo từ Liên Xô cũ của hệ thống Cộng sản. Nhưng thế hệ trẻ không nhìn về Moscow hay Bắc Kinh để định hướng tương lai của mình, mà là Washington. Hiện có hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam du học ở Mỹ, Úc, Tây Âu, nhưng không có bao nhiêu sinh viên đến Hoa Lục hay là nước Nga để du học. Sự thay đổi này cũng không quá khó về văn hóa, khi Việt Nam vốn là một trong những nước Á Châu ảnh hưởng phương Tây mạnh mẽ nhất. Qua hai thời kỳ thuộc Pháp và chiến tranh với người Mỹ, hàng chục triệu người Việt được Astra, Pfizer, Moderna cứu giúp sẽ không quên những người chế tạo ra chúng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết COVID và Ukraine tạo cơ hội cho Việt Nam thoát chung nhanh hơn, do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.